Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho mọi người claim cái cao tốc cần NFT chạy trên tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì để tham gia giá các bạn click cái phần thứ nhất mình, các bạn theo dõi Twitter nữa bạn và các bạn like và tweet tăng ba người bạn vào bạn. Con ngày nó sẽ tôi cần này mình claim được vào ngày 25 tháng 12 nó sẽ trả cho mình nha tất cả các bạn. Rồi để rồi các bạn mở cái trình duyệt với chocolate nha các bạn. Rồi ok, mình làm lại cho các bạn. Rồi các bạn mở cái địa chỉ ví chocolate của mình ra, các bạn vào chữ đáp nè các bạn. Rồi các bạn bắt cái các bạn copy cái link thứ hai của mình, các bạn dán vào nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi nè. Sau khi các bạn bấm nút gửi nó chuyển ra một cái giao diện như vậy nè các bạn. Khoan các bạn chờ xíu các bạn. Rồi các bạn chọn vào mạng một ETH trên cùng nè các bạn. Các bạn chọn vào Smart Chain BNB nha tất cả các bạn. Đặng nó cho nó connect địa chỉ ví mình các bạn. Rồi sau khi xong thì đây thì có chương trình này, đây mình coi xem qua cái các bạn. Để mình xem qua nhiệm vụ nữa các bạn. Nhiệm vụ nó thì có follow Twitter không các bạn. Rồi các bạn bấm vào một reset. Reset NFT nè các bạn. Các bạn đăng ký qua tài khoản trên đây luôn nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào reset thì nó ra một cái, nó đã connect địa chỉ với BNB Smart Chain của mình chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đăng ký một cái username các bạn tự đặt các bạn. Khoan, mình nên đặt username gì đây? 2341 đi. Rồi tiếp tục thì địa chỉ email của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi chấp nhận điều khoản, các bạn bấm vào sign in nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đồng ý nha các bạn. Rồi tự động nó sẽ login nha các bạn. Rồi sau khi login xong các bạn bấm vào đây. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim câu này, nó sẽ trả vào transfer to wallet account 1 đến 3 ngày nha các bạn. Đợi transfer to wallet account. Rồi vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim con token NFT này cũng thành công các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo mình nha.